Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 đã tiến hành thảo luận ở tổ về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024 cùng nhiều nội dung quan trọng khác, trong đó có báo cáo của Chính phủ về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Tại tổ 11 gồm các đoàn đại biểu Quốc hội Đà Nẵng, Sơn La, Tuyên Quang, Tây Ninh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì buổi thảo luận. Mở đầu buổi thảo luận, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá thời gian qua kinh tế xã hội của đất nước ta đạt nhiều thành tựu rất ấn tượng, cơ bản tiếp tục trở thành điểm sáng của toàn cầu. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều công việc cần giải quyết, nhưng khả năng giải quyết chưa đáp ứng được. Rất nhiều vấn đề cần tháo gỡ, nhưng khả năng tháo gỡ rất hạn chế, như thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp hay xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém. Chủ trương nhiều nhưng khả năng tổ chức thực hiện chậm. Nếu mà chúng ta điểm lại một số chủ trương thì chúng ta thấy như thế này. Chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội sau Covid, đúng không ạ? Chúng ta kỳ vọng rất lớn, Quốc hội thảo luận rất hào hứng, quyết tâm rất cao, nhưng mà triển khai thì rất là chậm. Một cái chuyện nữa là đầu tư công. Chúng ta tưởng chừng như cái khó là không có tiền để chi tiêu, nhưng mà chúng ta có tiền rồi chúng ta vẫn không chi tiêu được. Và hôm qua báo cáo tại Quốc hội cũng đã nói rõ bao nhiêu bộ ngành, bao nhiêu địa phương giải ngân dưới 50%. Đó là những cái mà chúng ta thấy rằng thật sự là khó khăn. Phát biểu tại buổi thảo luận tổ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng bày tỏ sự đồng tình về những đánh giá các mặt hạn chế và nguyên nhân của các vấn đề mà báo cáo của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã trình bày. Về 12 nhóm nhiệm vụ và giải pháp mà Chính phủ đã đề ra, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng về cơ bản đã bao quát được trên các mặt. Nếu trong tất cả những cái 12 cái nhóm giải pháp này, nếu chúng ta dàn trải ra để chúng ta thực hiện, tôi cho rằng là chúng ta sẽ không đủ nguồn lực để chúng ta thực hiện một cách dàn trải, mà cần phải xác định những cái trọng tâm trọng điểm, và đặc biệt là tôi đề nghị là cần phải nắm bắt và đánh giá đúng những cơ hội, lợi thế riêng có của Việt Nam chúng ta trong một cái bối cảnh khó khăn chung của kinh tế thế giới hiện nay, và trong đó có những cái việc mà tôi cho rằng Quốc hội và Chính phủ phải đề xuất với Quốc hội những cái cơ chế có tính chất đột phá để chuyển các cái cơ hội này thành các cái quy định pháp luật cụ thể để cho chúng ta tổ chức triển khai. Đề nghị Quốc hội và Chính phủ cần có những cơ chế, chính sách đột phá riêng biệt để cụ thể hóa cho từng mục tiêu, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao trong việc sản xuất chip bán dẫn điện tử. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng lấy ví dụ về việc thành phố Đà Nẵng tổ chức các hội thảo với các chuyên gia, nhà khoa học cùng các nhà nghiên cứu ở 5 trường đại học lớn trên cả nước. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra ở đây là cơ sở vật chất hạ tầng cho công tác đào tạo, đặc biệt là không thể dùng đầu tư công để đầu tư vào việc này. Hiện nay chúng ta hoàn toàn về mặt con người là chúng ta hoàn toàn có thể đáp ứng được cái việc đào tạo đấy. Nhưng câu chuyện nó đặt ra là đào tạo về kỹ sư cho thiết kế chip bán dẫn thì không phải là đào tạo thông thường, mà nó có phải cần các công cụ đào tạo, tức là các license và các phòng thí nghiệm để cho sinh viên và những người được đào tạo để thực hành ở trên cái phòng đó. Thì báo cáo với các đồng chí là vừa rồi khi chúng tôi bàn với lại Đà Nẵng định đầu tư cái này thì bàn với một số bộ thì hiện nay chúng ta không có cơ chế nào để dùng đầu tư công để xây dựng các cái phòng lab để làm cái thực nghiệm, cái thí nghiệm chung. Bởi vì một cái phòng như thế hiện nay nếu mà báo cáo anh Thường với các đồng chí là sẽ đầu tư cỡ khoảng 10 triệu đô. Thì 10 triệu đô đối với một địa phương như Đà Nẵng chúng tôi là hoàn toàn có thể bỏ tiền ra được. Nhưng bây giờ sờ đến câu chuyện về cơ chế dùng đầu tư công để đầu tư và sau đó để cho các trường đại học hoặc các cơ sở đào tạo thuê là không có cơ chế. Hiện nay không có một cái gì cả.